Người tuổi Tỵ trong năm sau, tức là vị trí của Tỵ là tứ sinh của Kim Cục, đúng không? Và dần Tỵ thì tương hại. Khi mà tương hại thái tuế, lục hại tức là trạng thái khí bị nhiễu, bị ảnh hưởng bởi các thiên tinh khác, cho nên là thị phi sẽ tăng cao. Thị phi sẽ tăng cao, và khi mà thị phi tăng cao thì sẽ làm tài lộc của anh chị nó sẽ bị hao tổn. Mà hỏa thì nó sinh ra dần là ấn, ấn thì nó khắc tài, cho nên sang năm là cái tài lộc của những người tuổi Tỵ thì sẽ không có được tốt như là kỳ vọng, không được tốt như là kỳ vọng. Và sang năm thì cát tinh chúng ta có tứ lục và thái âm, cho nên là chúng ta cần, nếu như mà có cái được cái người cập phải cái vận hạn thì chúng ta có thể nhờ cái người phụ nữ là quý nhân giúp đỡ thì có thể hóa giải được, đúng không ạ? Ngoài ra thì có thể bỏ tiền đi học cái môn gì đấy, học một cái việc gì đấy, một cái kỹ năng gì đấy, một cái trải nghiệm gì đó để mà tăng cao được thêm cái sức lực cho mình, tăng cao được cái hóa lực, hóa giải vận hạn, và cũng để hao tài, vì sự nghiệp và học hành là hao tài, giống như là đi học phải đóng tiền này, nó gọi là hao tài đúng không ạ? Thì cũng là cách để hóa giải vận hạn. Lưu ý sang năm thì chúng ta hung thinh, chúng ta có cô thần này, đúng không ạ, cầu giảo này, đúng không ạ, quan tắc này và vong thần. Cho nên là sang năm ấy thì cái cô thần ấy là cái trạng thái mà làm cho tình cảm chúng ta nó cảm giác là cô đơn, và lại có vong thần, cho nên chúng ta cần phải đề phòng, lưu ý cái sức khỏe của cái người già ở trong nhà, đúng không ạ? Sự nghiệp có võ cái tứ lục đào đến, cho nên là chúng ta có thể học hành hoặc nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình lên bằng cái việc mà nâng cao cái tri thức, cái việc đào tạo thì tốt hơn. Và do là tuổi Tỵ với cả tuổi Dần nó quan hệ là lục hại thái tuế, cho nên khi bị lục hại thái tuế là trạng thái khí lại bị nhiễu nhương, làm cho chúng ta tăng thị phi, cho nên là chỗ nào mà cãi nhau cãi cọ chúng nên té nó, không nên tham gia cuộc đấu khẩu vì có thể lúc tốt lúc xấu. Và anh chị đối với người tuổi Tỵ thì nên sử dụng bộ thái tuế cải vận năm 2022 nhâm Dần và làm cái lễ nghênh thái tuế, dán thái tuế phù trước cửa để mà nghênh cái vận hạn nếu trong nhà anh chị có cái tuổi này.